Hello Andy, xin kính chào ông bà, cô chú bác, anh chị em và tất cả mọi người đã coi kênh của Andy. Chị có bấm đá xem là sao không thấy gì? Rồi, 12 giờ 5 phút rồi, chưa có ma nào gọi gì hết. Những người mà bắt đầu bước vào con đường rớt xuống suối thường là bắt đầu từ chuyện thất tình. Alex thất tình, An Phúc Cô Tây thất tình, An Lộc thất tình, Huỳnh cũng bắt đầu từ một người con gái. Xong rồi ai nữa? Thiện thì mình không biết, chưa bao giờ nghe chuyện của Thiện hầu hết. Nhưng mà Huỳnh cũng bắt đầu là từ một cô gái. Hồi xưa Huỳnh còn nhỏ thì đã thiếu vắng tình cảm, qua đến Mỹ thì lại tiếp tục cái cuộc sống của Huỳnh là thiếu vắng tình cảm, không có tình cảm gia đình. Những người xung quanh thì còn làm cho Huỳnh buồn hơn nữa, cái cách đối xử họ giống như là Huỳnh cảm thấy rất là chơi vơi, không có ai, cũng không có tình cảm gì ai thương hết. Thì con người ta mà khi không có cái tình cảm này thì mình lại đi tìm một cái loại tình cảm khác để bù vào. Thì Huỳnh có bạn gái rất sớm, mười mấy tuổi đã có bạn gái rồi. Thì khi mà mình không có gia đình, cha mẹ, anh chị em hoặc là người thân thương mình mà có một cô gái yêu mình thì cũng chưa hẳn là xấu. Nhưng cái vấn đề là còn quá trẻ thì có thể là xảy ra là mang thai ngoài ý muốn. Thì chuyện đó đã xảy ra với Huỳnh. Với lại bạn gái của Huỳnh, Huỳnh thì lại bị cái vấn đề tâm lý rất là nặng. Huỳnh, mẹ Huỳnh sinh ra Huỳnh xong cái là bố bỏ đi với vợ bé, bỏ con. Mỗi một lần về thăm mẹ Huỳnh thì lại có bầu sanh một đứa con khác, xong rồi cũng đi với vợ bé, hầu như không có lo con. Huỳnh lớn lên bốn anh chị em là hoàn toàn do mẹ nuôi dưỡng. Thì Huỳnh mang cái tư tưởng là mình không làm như vậy với con mình rất tội nghiệp con của mình, mình phải bằng mọi cách phải nuôi nó. Thì lúc đó Huỳnh mới có 17 tuổi thì bạn gái đã có bầu rồi. Thì Huỳnh cố gắng hết sức thì chưa phải nuôi con, chỉ là nuôi bạn gái với một cái bầu. Cái vấn đề là từ khi bạn gái bị có bầu thì sợ không dám về nhà nữa, thì là đi theo Huỳnh luôn. Thì bây giờ Huỳnh lại phải lo cho bạn gái chỗ ăn, chỗ ở, tiền bạc. Mà lúc đó Huỳnh 17 tuổi mà Huỳnh còn chưa có thẻ xanh nữa. Thì cái hoàn cảnh của Huỳnh qua Mỹ là cứ ở nhà này mấy tháng, nhà kia mấy tháng. Không một người nào có nhiệm vụ mà đi lo, nghĩ đến chuyện mà làm thẻ xanh cho Huỳnh hết. Lúc mình mới qua Mỹ là mình có cái thẻ I-94. Hương vừa đến Mỹ được 2 ngày là gia đình dẫn đi đổi cái thẻ I-94 thành cái thẻ xanh liền. Cái thẻ xanh mới là cái thẻ của người thường trú của Mỹ. Mà hình qua Mỹ cho đến lúc mà bạn gái có bầu là 3 năm rồi mà chưa có thẻ xanh, coi như không có một người nào có nhiệm vụ mà nghĩ đến chuyện có nhiệm vụ chở Huỳnh đi đổi thẻ I-94 thành thẻ xanh. Tại vì Huỳnh cứ ở nhà này một chút, nhà kia mấy tháng rồi đi lằng quằng như vậy. Cho nên lúc đó 17 tuổi muốn nuôi bạn gái thì bây giờ bạn gái đi theo Huỳnh luôn, không dám về nhà nữa. Mà làm sao nuôi? Huỳnh đi kiếm việc làm thì lại có cái thẻ xanh. Còn nếu cái thẻ I-94 người ta không có cho làm. Khi mà mình vô mình không có thẻ xanh thì họ cho nhận mình một ít. Nhưng mà họ nói là trong thời gian bao lâu đó thì phải nộp thẻ xanh, nếu không nộp thẻ xanh thì họ đuổi việc. Thì Huỳnh cũng không có việc làm vững chắc để mà nuôi chứ bạn gái nữa, cứ bị không có việc làm. Mà lúc đó Huỳnh muốn đi làm thẻ xanh cũng không được. Mình chưa được 18 tuổi, mình không thể làm cái gì cho mình, phải có người lớn dẫn mình đi. Thì Huỳnh coi như Huỳnh một mình nuôi bạn gái. Thu nó ra rồi, Thu không dám nói nữa. Cái này có Danny, Danny B. Thì ra nếu lúc đó có một người nào đó giúp, họ nói cho biết là đi sở xã hội mà xin, thì sở xã hội sẽ lo cho, thì họ đứng ra họ dẫn đi xin thì là được rồi. Những người thật ra là không có một ai giúp mình. Trước khi mà ở Mỹ mà bị có bầu như vậy, đi đến sở xã hội thì họ sẽ lo chu toàn cho người mẹ và cả đứa con trong bụng, lo chu toàn. Nhưng mà cái vấn đề là mình nói là bạn gái chưa được 17 tuổi, chưa được 18 tuổi luôn, hai đứa cùng chưa được 18 tuổi thì chưa có thể nào mà tự mình đi xin, phải nhờ ai đó dẫn đi xin. Mà Huỳnh cũng chẳng biết nhờ ai, mà bạn gái thì không dám về nói với mẹ. Cho nên hai đứa cứ lúc túc lo cho nhau rồi lo không xuể. Rồi khi mà
trong cái tình huống mà ngặt nghèo của Huỳnh với bạn gái lúc đó, mà không có một người tốt nào đến để giúp, thì có người xấu đến giúp. Khi người tốt không giúp thì có người xấu đến giúp. Rồi Huỳnh đã nghe lời và làm những chuyện mà cuối cùng nó dẫn Huỳnh đi đến là bị ở tù. Huỳnh đã làm gì để bị ở tù? Huỳnh nói rằng những chuyện đã làm sai trong quá khứ, nghĩ đến nó làm Huỳnh đau đầu, rất đau đầu. Cho nên Huỳnh không muốn nói đến, cũng không muốn nghĩ đến, cũng không có nói cho Hương nghe nữa. Huỳnh không muốn nói tại sao Huỳnh phải ở tù, Huỳnh đã làm những việc gì. Huỳnh không có kể cho ai hết, cũng không kể cho Hương luôn. Tại vì những cái chuyện quá khứ như vậy, Huỳnh vừa nghĩ tới thôi là Huỳnh đã đau cái đầu chịu không nổi rồi, cho nên Huỳnh không muốn nói lại. Mà Huỳnh thì đã là cái thân mồ côi, lúc ra khỏi tù thì không còn những cái nhà cha mẹ nuôi nữa, chỉ còn một mình. Người yêu thì đi lấy chồng, Huỳnh thì đâu có nhà, thì lúc ra khỏi tù không có gì hết, hai bàn tay trắng. Người yêu đi lấy chồng, Huỳnh nói lúc đi ra khỏi tù là không biết đi về đâu. Được ra khỏi tù thì rất mừng, nhưng mà khi đứng trước cửa nhà tù thì lại không biết đi về đâu. Không có một người thân, không có gì hết. Vậy là rớt xuống suối. Về khúc ra tù không biết đi về đâu nữa, không có tiền đi về nữa. Không biết mình sẽ đi về đâu đây. Bước ra khỏi cổng tù không biết đi đâu nữa. Cái đứng trước cổng tù nè, nghĩ là mình đi đâu. Không có đồng nào không túi nhé. Nó không cho em tiền hả? Tại bị ai đắc định ra công tù mới đứng như nè. Ở tù ra là vui lắm, nhưng mà ra sẽ không biết đi về đâu, buồn lắm, gì biết không? Không có nhà để về, người ta nhà đó, người ta ra có nhà về mà không có nhà. Có người đi rước còn mình không có ai rước hết. Mà giờ đến sao nghe không biết đi đâu. Kiếm vòng ngoài đường đó rồi xuống suối, chỉ có chỗ suối nó chứa mình thôi. Là coi như bắt đầu cuộc đời lang thang. Không có nghĩa là Huỳnh lang thang dưới suối suốt đời. Một thời gian sau, Huỳnh cũng kiếm được việc làm, rồi cũng có lại cuộc sống bình thường, có bạn gái. Nhưng mà cái vấn đề là Huỳnh trốn trình diện. Những người đi tù ra là phải trình diện, mà lúc Huỳnh lang thang như vậy là đã trốn trình diện rồi. Cho nên cứ lộn xộn trốn trình diện, nó lại bắt lại, lại đi tù. Nó cứ lộn xộn như vậy. Rồi còn biết bao nhiêu chuyện khác mà đã làm cho cuộc đời không khó mà có thể bình thường được. Nên ra tù là cực khổ và phải trả tiền này. Phải trai. Cho nên họ đã chịu không được. Chứ đi lên trình diện cũng là một vấn đề nữa. Thí dụ chị chung có nhà cửa, nó bắt chuyện tầng đi với đi 2-3 lần. Rồi chị không có tiền đi xe bus, sao đi dẫn 6-7 đồng một cái bus ra thì kẹt rồi, nó ép buộc chị vậy, chị đâu có khả năng. Nói không phải qua chứng, em có từng trải qua, em biết, em lên em ngồi trên chỗ trình diện, nói không, mày bắt tao đi vô, mày bắt tao đi, tao cảm thấy cực khổ quá, mày bắt tao đi một ngày nào, một tuần 5 ngày như vậy, mỗi lần đi là mất 6-7 đồng, nếu có 6-7 đồng đó tao đi mua đồ ăn tao ăn. Xong nó có bắt không? Em ngồi nó luôn. Rồi nó nếu mà mày không cách nào giúp tao một là trốn mày thôi. Trốn mà để cho mày bắt, mày không bắt tao trốn. Nó không bắt, nhưng mà em trốn, cái con người nó giờ mày có tội tao bắt. Cho nên phải trốn cho nó bắt. Đúng, nó bắt cho em nằm lì trong đồ luôn, không có ra. Nằm lì cho mình mãn quản chế. Chứ luôn cái là xong lần ra tù lại ở dưới suối nữa. Cho đến một ngày gặp Hằng. Thì lúc đó mình cái trước khi Hằng gặp Hằng, trước đó mấy năm thì là Huỳnh đã hết bị trốn trình diện rồi. Tại có một lần Huỳnh đi tù xong rồi họ bắt đi tù với cái tội trốn trình diện. Thì lúc họ thả ra Huỳnh không chịu ra, Huỳnh nói là Huỳnh ngủ nợ ở đó luôn. Cho đến chừng nào mà hết cái thời hạn trình diện thì Huỳnh mới ra, hết cái probation. Cái là Huỳnh ở lì trong tù cho nên hết probation cái nó thả Huỳnh ra. Vậy là coi như xong luôn, từ đó không bị bắt về cái tội trốn trình diện nữa. Thì vẫn bị ở dưới suối, thì lúc đó
Cái là lúc đó mình mới bị người ta chém đứt hai tay đó, thì làm không được, đang có việc làm là bị người ta chém đứt hai tay đó. Thì là Huỳnh không có làm gì được hết, mà cũng không có thể ăn được, đỡ dưới suối mà còn bị cụt hai tay nữa, coi như hai tay bị thương hết. Đi nhà thương xong lúc họ về thì cũng vẫn bị thương, thì có cái người đàn bà Phi đó mới nuôi Huỳnh, mới là lo cho Huỳnh cho đến lúc hết bệnh. Thì Huỳnh nói lúc hết bệnh thì cũng tập cái tay lại, nó hơi được mạnh khỏe chút xíu, thì là gặp Hằng. Mấy năm sau lúc gần gặp Hằng là 2020. Xong cái là gặp Hằng là 2020. Cái lúc bị người ta chém tay xong rồi phải tập cho nó khỏe mạnh lại, thì là lúc mà tay khỏe mạnh lại là gặp Hằng. Cái là từ đó rồi sau đó là lên bờ. Ai kia, ai đang đứng kia xin tiền để chị quay phim? Anh này. Anh Hùng hả? Em nhìn tướng mà em biết tên luôn hả? Phải không? No. Anh Hùng mà không biết nói mà cứ im im đi phải không? Anh Hùng đó hồi xưa đi làm phải không em? Hồi xưa ông làm mechanical, cũng là ông có nhà cửa luôn mà, em biết cũng lâu rồi. Mechanical tức là sửa máy móc rồi đó hả? Thái rồi. Thái hả? Xưa hồi nãy anh làm sửa xe, sửa máy, sửa cổ thì cũng rất khá tiền lương đó. Mà bây giờ anh không biết gì nữa hết. Mỗi lần Hương nhìn thấy ảnh hỏi anh cứ cần ơi nói chuyện mình ảnh xem vậy vậy. Mấy người đó nói em nói thẳng ra dạ, không có không biết, chị cũng không biết, ai biết. Tại vì tội họ muốn như vậy, họ muốn cái đầu óc họ như vậy. Chứ không phải là họ có họ muốn cái đầu óc. Sao họ muốn họ cà tàn vậy? Nói chuyện không hiểu tiếng cãi thôi em nói. Nhưng mà tại sao em phải nói cho tại chị biết tại sao? Tại vì họ có chuyện buồn ở trong lòng, họ không muốn nghĩ tới, cho nên họ muốn họ cùng như vậy đó. Họ có thể ngưng họ không còn được, nhưng mà tại họ muốn như vậy. Em là người có kinh nghiệm đã từng trải qua, tại vì mình muốn khùng như vậy chứ không phải là mình một người khùng. Mình không phải là người khùng mà là do tại vì trong đời của mình đã xảy ra chuyện mình không chấp nhận được, mình muốn khùng như vậy để mình quên đi, đừng có bao giờ nghĩ tới, thế không muốn bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà họ muốn họ khùng để họ quên đi, nhưng mà nó cứ như vậy đó. Tự đọa đầy mình mà họ đang tự đọa đầy người ta đó, chỉ biết chính mình đó. Họ đang đòi lại, đang đòi tâm trí, lý trí của họ và thân thể của họ. Chỉ có họ cứu họ được, không ai cứu họ được. Nhưng mà bây giờ chị hỏi em xem, trong cuộc đời này có ai không có chuyện buồn? Tất cả mọi người đều có. Họ lại dùng ba cái thứ đó để họ quên cái buồn, để họ làm cho họ coi như là đầu óc không tỉnh táo, để không nghĩ đến chuyện đó. Có phải là phí đời mình chị không? Để em nói chị nghe nè. Mỗi một đầu con người có người mạnh, có người yếu, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Chứ nếu mà ai cũng nghĩ được như chị thì trên đời này đâu có người vô gia cư chống khổ vậy? Tại do đầu óc con người có người mạnh, có người yếu. Giống như người mẹ sinh con ra có đứa con tính tình rất là tốt, có tính thôi nói vậy đi. Người mẹ giống như bàn tay nè, con cái giống như ngón tay nè, thấy con ngón dài nè, chị thấy không? Đâu có ngón nào bằng đâu. Trên cuộc đời con người cũng vậy, có người tâm trí mình sáng suốt, có người tâm trí mình mềm yếu. Chứ nếu em cũng giống như họ, em cũng thật sự chút trước trước vừa mà em chưa đi làm em cũng nghĩ kệ nó, em cứ vô tư, em không nghĩ gì hết. Khi nào mình nhắm mắt thì mình nhắm mắt, mình đâu có sợ những người dưới đó, họ không có sợ chết chị biết không? Họ nhắm mắt họ cảm thấy là sự vui vẻ. Chết họ cảm thấy vui vậy hả? Họ nghĩ đến chết họ cảm thấy vui. Họ vậy đến như họ sống chỗ chứ ngày hôm nay thôi, ngày mai họ nằm đó chết họ cũng không sợ, cũng không khe nữa. Từ hồi nói là từ hồi mà YouTube xuống dưới đó thì Hằng cái ly vô á là mình thấy được vài người thôi. Thực sự trước đó chết rất là nhiều người dưới xuống chết, hình như nói là em có thể nằm gần hai anh bên họ, bên xác chết vậy đó, lạnh quá chết. Họ không có khùng mà họ làm cho họ khùng để họ khỏi không có muốn suy nghĩ gì nữa. Giống như họ nghĩ họ là người reject person vậy đó. Một người bị xã hội ruồng bỏ, bị mọi người ruồng bỏ phải không? Yeah. Với chính họ ruồng bỏ họ nữa cho nên sẽ không vô phương cứu chữa.
cho dù xã hội ruồng bỏ nhưng mà họ không không có cảm thấy họ ruồng bỏ họ, thì còn còn có thể mình có cơ hội sống lại bình thường được. Em cảm thấy em có giống từng giống như họ, em cảm thấy thương tâm thôi, nên em không muốn nhìn. Trong thời gian mà Huỳnh bị ở dưới suối rồi bị người ta chặt hai tay, mà lúc mà ngay cả lúc Huỳnh lành lại, Huỳnh vẫn phải tập thể dục hàng ngày để cho hai cái tay nó khỏe mạnh lại rồi còn có thể đi làm được. Huỳnh nói trong thời gian đó Huỳnh rất là tuyệt vọng, Huỳnh rất là muốn chết. Huỳnh nói người ta không sợ chết, người ta rất mong được chết, người ta rất vui được chết. Tại vì những người dưới suối, chết nó giống như là một cái giải thoát cho người ta vậy đó. Chết giống như là giải thoát cho người ta. Huỳnh nói lúc đó em làm cái gì cũng bạc mạng, tại vì em muốn cho nó chết cho xong thì coi như là được giải thoát. Có lúc ngồi nghĩ lại thì ước gì là chưa bao giờ rời khỏi mẹ. Có khổ mấy đi nữa, Huỳnh nói nếu mà cuộc sống quay trở lại, có thể quyết định thì dù khổ mấy đi nữa, dù nghèo mấy đi nữa, Huỳnh cũng ở bên cạnh mẹ, chứ không muốn chơi vơi ở ngoài đời. Không muốn bị bơ vơ, một mình lủi thủi ở ngoài đời, chỉ có một mình, rồi bị đủ thứ chuyện xảy đến, không có ai nâng đỡ, rồi lại bị người xấu làm cho cuộc đời nó đi vào một cái vòng luẩn quẩn, muốn thoát ra cũng không thể thoát ra được. Sau đó là gặp Hằng, rồi Huỳnh mới quyết tâm là phải làm lại cuộc đời. Phải thoát ra và phải làm lại từ đầu. Huỳnh lên bờ làm lại cuộc đời có dễ dàng hay không? Huỳnh đã gặp những thử thách gian nan nào? Huỳnh đã vượt qua bằng cách nào? Những người bên cạnh Huỳnh sống với Huỳnh như thế nào? Một ngày nào đó, Huỳnh cho phép Hương nói, thì Hương rất muốn nói về giai đoạn này. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi Andy Huỳnh phiêu lưu ký qua những video về cuộc sống hàng ngày của Huỳnh. Xin kính chào và xin hẹn gặp và hy vọng sẽ gặp lại quý vị của Andy Huỳnh phiêu lưu ký về giai đoạn Huỳnh lên bờ và làm lại cuộc đời. Andy cảm ơn ông bà, cô chú bác và anh chị em đã xem video ủng hộ Andy, cảm ơn.